cái hoa kia là thiên tả chuối. Hả? Là anh một đấm á. Là coi như trời đánh trời một trời một cú đấm trời á. Một cú đấm trời. Nói cái tên của nó đó. Thiên tả chuối á. Thiên tả chuối. Ông tả lý xíu. Ông sực chứ quá đâu. Ông sực chứ quá đâu. Yo, cái lão phụ cầm tài ô. Sinh của dành sinh của hiện tại à. Mình nó có chỗ hài bao à. Mình nó có chỗ. Là gì? Hello em chào cả nhà. Hello, chào cả nhà. Chào mọi người nha. Đây, thì hôm nay Thương với cả nhà đi xuống nhà của bác Tám để làm món ốc nướng tiêu nha cả nhà. Đây, thao ốc này Thương đã luộc và lấy mài sạch rồi nè cả nhà. Giờ thì sẽ bỏ lên dĩa nướng nha. Ở đây có sẵn mấy cây tiêu luôn nè, một tí nữa hái là bỏ vô luôn đó. Hôm qua thầy cho mày ăn gắn hả? Dạ. Trời ông Bảy sao không tới vậy? Hôm qua anh Tám anh kêu em mà bị đau họng ăn gắn không được. Vậy hả? Trời à. Ông Tám ham ăn rồi. Anh kêu em bị đau họng ăn gắn không được, khỏi xuống đi. Vậy ông Tám ham ăn không cho ông Bảy ăn rồi. Cô gắn bự lắm. Chẳng bự lắm. Hôm nay ăn ốc bu vàng thì ông kêu xuống ăn ốc bu vàng đi để cho nó thục. Ông này ác thật. Không biết là ăn gắn có đau họng ăn gắn có bị sao không? Không biết là ăn gắn đau họng ăn gắn có bị sao không mà ông nói vậy đó. Vậy ông ham ăn rồi, ông cho ông Bảy ăn rồi. Ủa, bác chặt hái tiêu hả? Rồi, chào mọi người nha. Ủa, mình hái tiêu xanh mà. Hái tiêu xanh không? Dạ, đúng rồi, tiêu xanh. Tiêu xanh bỏ vô ốc biết không? Xanh có đỏ tiêu mới đẹp không? Dạ. Tám nói cho mọi người biết tại sao hôm qua thầy Tám không cho anh xuống ăn gắn. Ai cho anh tôi ác quá. Anh Tám đâu có ăn vậy được. Anh Tám cắt ngay cái gốc nó, nặng nướng luôn cái gốc nó ăn mới ngon. Mai sang năm phải ăn luôn phải không? Mày cho nữa. Trời ơi, con hôm qua có thịt gắn ăn là con cũng bị trôn chạy cũng mất dép luôn á. Cá đập chết rồi, nó có máu tới nó lăn nhẹ đục lên luôn á. Hãy cháy đi chứ đừng có mà dừng lại. Hãy nhìn phía trước chứ đừng có mà nhìn lại. Hai trái cho chín hả anh Tám? Rồi hai trái chín đi. Trời ơi. Tám này ác thiệt, gắn theo ông cho mình ăn cho ăn nó mua vàng. Trời ơi, con gắn là con gà nữa. Ờ. Gắn con gà nó chiều không chiều em mua hả? Cái móng heo á. Trời ơi, rất là ngon mà hoài cưng nó sợ rắn nó không ăn. Nó ăn nó ngu thế hả con? Lời là ông Bảy hả thì không được ăn. Ông kêu mày ăn rắn không được đâu, mày bị viêm họng á. Đúng rồi. Ăn rắn không được đâu, mày ở nhà đi. Ở nhà. Con rắn thì cũng 2 ký không ta? Không. 1 ký à. 1 ký rắn rồi một con gà nữa. Dạ. Mặn chưa? Biết mấy người nhậu đây. Mỗi lần chôn là kêu cậu Bảy, còn mỗi lần ăn là cậu Bảy không có mặt. Nó vẫn có được. Ai kêu chôn ma làm gì? Chôn hai vợ chồng chôn ma. Trời ơi, mấy bà hết rồi nhúc rồi, này ngon quá. Hái đại đi, tiêu xanh đi ha. Dạ, cứ hái đại đi bác trai. Thôi dạ đi hái cho nó ăn em ơi, có gia vị. Nhìn tiêu rồi cả nhà, đó quá trời luôn nè. Cũng dớt quá trời luôn kìa. Đây hai mấy cái chùm, ủa mấy này còn nhỏ mà mấy hạt rồi mấy giờ bự đúng không? Ừ, hái cái hồi bữa ạ. Nhai luôn. Trời ốc này mày nhai ừ, tiêu vô mày trời đã đầy ao luôn đó chị. Dẹp nó không nổi luôn á. Bây giờ chắc phải bỏ 2-7 bún dây dẹp nó. Đây thầy Bảy với Viên đang nướng ốc. Đi quay mấy. Mấy chùm được rồi. Đây qua đây. Chùm được rồi. Ngồi ăn đây. Đó, ốc là cả nhà. Ủa sao nướng thưa vậy sao không bỏ lên gần hết rồi em Bin. Ủa sao nó rẻ không? Ủa này anh chuẩn bị chặt này chưa chặt nữa kìa. Cái con thấy cái ổi này rẻ là nhìn cái chân mẹ với chỗ giống nhau rồi đó. Ờ, đúng rồi đó. Chân mẹ cũng rẻ không? Sao không nói là cái đít của mẹ giống vậy luôn vậy? Người mẹ là rẻ. Còn rẻ sao không nói cái ổi giống cái đít rẻ của mẹ. Cái đít rẻ không là rẻ. Thầy chạy luôn á như cái chuyện này đó. Làm bỏ vô nướng nè. Không để là ê anh Bin làm sao biết đít ghẻ. Cởi quần đi ra. Một tí nữa là mình sẽ bỏ cái nước sốt vô mấy ốc này nè.
là chỉ có tét nách thôi. Ngon nào? Dạ. Nhưng cho. Ủa chưa dạ mà. Dạ rồi, trái này ăn được rồi. Cái trái trái cao này hả? Đây hái bưởi đi nha. Hái bưởi luôn. Ở nhà bác Tám là cây gì cũng có. Thôi đừng có nói vậy chứ, bác Tám giàu lắm. Vườn có ao có. Nhà bác Tám là cây trúc luôn. Nói chung cũng cây chút, cái chốt bác Tám cũng có bao nhiêu. Biết sao không? Cái nhà không phải là mẹ mà mày đứt rẻ đâu. Cái do bà chủ này là đứt rẻ, bà chồng cái gì nó cũng nổi rẻ. Tại gì á? Bà hai á, chinh rẻ mà. Này, vô. Rồi gãy nguyên nhánh luôn. Chết mẹ, hai một cây mấy trái, một trái mấy thùng mấy trái. Ôi giời chưa có thứ thật rồi à. Mà anh muốn đi hái bữa giờ người ta bị đuổi rồi. Cái này đi hái cho người ta mỗi trái là gãy nhánh. Cái kiểu này hái bữa này chưa xong làm sao mà hái da trắng núm hồng được. Cái này chỉ có hái núm bầm thôi. Cái này là nghề của cậu Bảy. Chưa chắc dạ. Dạ chưa. Bỗng bỗng đi. Nhà thầy Tám là cây gì cũng có nhưng mà mỗi thứ là cây thôi nha cả nhà. Mỗi thứ là cây ăn trồng ăn chơi thôi. Thế rẻ sao? Ủa, chưa cầm dao hả? Ôi, em khỏi về nhà lấy dao. Cây tám là cây gì cũng có, cây hai cũng có, mà cây vàng cũng có nữa. Không có cây vàng đâu nha. Không có cây vàng. À, có mà, cây lá chứa vàng á. Mà của anh Tám được cây hai không chị? Chắc được cây... Cây mốt hả? Cây hai, cây mốt rưỡi. Cây mười thôi. Cây hai là... Cậu bảy. Không gì mà ngắn dưới vậy? Cậu bảy. À. Làm sao để biết? Không cởi quần ra. Chơi kiểu này là cưỡi con này không chơi à? Không, đi đi đây mở cho. Người Hoa cái nó có đại kỵ hai món đó rồi. Nếu mà đau cổ họng là có trong sách luôn. Có trong sách luôn. Đau cổ họng là không ăn gà với gắn mà. Bé gái kêu không phải mà. Khỏi chị luôn. Anh Tám không gắn mà tôi không sợ, mà tôi sợ con chuột con. Em ngoài ra bất cứ là tôi không sợ con gì. Con chuột con đã hói là tôi sợ nhất thôi. Chứ không mà không có gì tôi không sợ. Đúng không? Đúng sự cho con không? Rồi sợ như vậy. Chị nói cái tay của chị ra mai mốt ổng bắt cái chuột con ở dục chị, chị sẽ không giỡn nha. Ai giỡn đâu, không có giỡn đâu mà. Không nói cho biết thôi chứ là bất cứ con gì gắn rít bù cả bù luôn gì tôi bắt hết. Cái chuột con là không có lông hả? Không, mới để da đầm sao có, đột quá rồi. Có ít ít nha mẹ, mặn nha mẹ. Đỏ mà là có lông chấm rồi đó. Nó già rồi từ từ nó mọc lông chưa. Già râu nó bạc luôn á. Ít thì ít quá luôn rồi. Nó chấm còn không, nó mặn nó không hái đó nha. Đáng lẽ cái này là mình làm cái mắm á, cả nhà mình bỏ vô mà mẹ thương kêu là thôi đừng bỏ mắm bỏ muối. À, cái này mình không dám ăn bò nhiều bò đâu. Bò cà no rồi nó cũng mặn rồi. Ăn nhiều về kiếm không ra luôn rồi. Mày không dám ăn nhiều đâu. Chị ăn chay hả? Ăn chay nữa. Chị ăn chay mà sao chị chửi dữ vậy? Bữa nhắc ma chửi quá trời. Ôi nhắc ma mà không chửi. Ma sợ gần chết luôn mà không chửi. Cũng may, cũng may là không cầm cây gửa theo. Cái cậu biết không, cái chuyện nào thế này đó, ăn chay là ăn chay, nhưng ai chọc là chửi, cứ chửi. Cái vùng đó là có bà thím mình nằm ở đó nữa. Mình đi xuống đó làm, mỗi lần xuống đó làm cũng nhắc nhắc, cứ thùi vào theo, cái vùng đó. Là... xin tì để tao nghỉ tu 5 phút chửi. Ai ngờ mấy ông này kiếm được cái chỗ, ngay cái chỗ đó mà cho anh luôn, ngay cái góc đó luôn. Ừ, sao mày đó bắt con góc đó nó cho nữa ta. Không biết luôn á. Vậy ai mà làm gì mình mà một lần là mình nhịn, lần thứ hai mình nhịn, thứ ba là mình sực luôn á. Hỏi chị chứ ba con ma. Ừ. Hù một phát chị sợ không? Ờ, về nhà nó còn hung ở trên bờ con nói là thử ở dưới nước bò lên nó mới hết hồn. Có coi rồi, hôm qua tôi mới coi. Trời ơi, nó đậu dưới nước, bởi lù lên trắng xác để ớn chắc mà. Về tới nhà bắt đầu ách xìm ông chạy không kịp. Hết mấy, chắc mấy trăm ngàn tiền thuốc á. Thôi, thứ đó mà tôi cầm cái gì là tôi phan nó lỏ lên đứt đầu, nó chết nè. Em đang cầm cái liềm nữa. Không, không kịp đâu nữa. Bà này cứ lôi mình hoài, mình uống hoảng dùng dao kéo bà này chạy rồi, không có kịp quan đâu. Nó chưa xong đọc kinh đi, ở đó đọc kinh bỏ chạy chết mẹ. Quên mẹ luôn á, đọc kinh gì. Nhưng mà tính ra cũng giữ của dữ nha. Gặp ma rồi mà chạy mà ráng lôi vợ. Đúng chưa? Không thế nào để mất được. Biết là ma là quỷ, nó lôi vợ mình đi mất sao à. Trời ơi, hay gì mà hay, đúng thành vợ. Mình ăn chắc mặt bền mà không? Chết xấu cũng phải lôi vợ theo mất đúng không? Vợ, mất vợ rồi, đâu có vợ đâu mà mà hủ hỉ, mà bấy. Vợ rồi, có rồi tối nằm chèo queo luôn ha. Ủa, mi đi đâu hả? Mình nói mình không sợ ma nhưng mà nào chưa thấy con ma. Nhưng mà tự nhiên mà đứng sau lưng hù cái là mình sợ chết luôn á. Sợ chết luôn á. Đêm mà bất ngờ á. Kêu em lên thằng bệnh đi chữa. Chữa bệnh rồi.
dông là nghĩa địa không? Thầy bảy, trái này cũng ăn được nè. Hả? Cái gì á? Gắn thì không cho ăn rồi, cho ăn ba cái thứ gì đâu không à. Cây này tôi để làm thuốc thiệt. Cây này trái này ăn được hả? Cho làm thuốc coi. Nó đẹp mà trái nó. Để ba ngoại thương ha. Ăn không được đâu. Trời nó đẹp. Nó đẹp thiệt chứ, trắng trắng. Là nó trắng hết cả vườn một ao đó đó. Dạ. Thấy đại chưa? Ủa cây này ăn sống được? Ăn được, với lá này nên ăn được, lá nó sống được, trái ăn được. Là người Hoa kêu bà Thính Tạ Chùi. Hả? Là anh một đấm á. Là coi như trời đánh trời một cú đấm trời á. Một cú đấm trời á. Nói cái tên của nó đó. Thính Tạ Chùi á. Thính Tạ Chùi. Ngũ Tạ Lý Chiếu. Ngũ Tạ Chùi quá đâu. Ngũ Tạ Chùi quá đâu. Vô cái lâu phụ cầm tài ô. Xanh của dành, xanh của hiện tại à. Nó có chỗ hài mau à. Nó có chỗ là gì? Gọi gì ba cô nữa mẹ. Là xanh cô dành xanh cô hiện tại là ba cô ăn chung một trái xài tượng. Còn cái là mảnh lúa của chỗ hài mau là gì? Mảnh lúa của chỗ là gì? Là gì ông thật minh vậy chơi? Mảnh gì? Mảnh cuối. Mảnh cuối hà cuối chỗ. Lúa chỗ hài mau là gì? Mảnh cuối hà giống ngọ. Mảnh cuối hà giống à. Mẫn cứ hài gión làm cái gì vậy? Hài gión à. Đúng không? Đúng ai giải cái máy chiêu này. Ăn cả trứng luôn hả? Ê, ăn rồi. Trứng là bị ấy nha má trai. Bị gì hả? Dạ, em bỏ trứng đỏ nha. Rồi nhảy. Ông này bị tròn đó. Sợ ăn trứng nó nổ trứng á. À, đúng rồi. Tại ông mua vàng á. Hèn chi ông này. Ngày xưa ông như chưa quốc đóng, bây giờ ông thua rồi là phải rồi. Mời mỗi ngày ăn cái bữa nha. Không, tại vì không ăn được ốc. Không, cái đít màu đỏ nó dục màu đen là không. Cái này nè, cái này lai rồi. Thơm quá. Hello em mời cả nhà ăn ốc bu này nó vừa lai nha. Thơm á, bỏ tiêu vô thơm thiệt á. Nhưng mà cả nhà. Cái món này. Trời hấp nước ngon lắm á. Được, bỏ tiêu vô thơm phút nè. Thơm. Nhưng mà cả nhà nha. Wow. Cái thứ hai. Cái thứ hai nha. Ăn cái sao ông khoái ăn cái đít dữ vậy? Đít đàn bà ông ăn không? Ông ngày xưa ông ăn nửa chứ hút đống mà ông ăn biểu sao mà giờ ông vậy. Bởi vì người ta nói câu á, ngày xưa là cối chày bằng nhau, thời nay hiện đại mà cối to hơn chày đó. Vậy hả? Nay cái này giết cái teo cái chày luôn còn gì nữa. Teo chày đó, teo người đâu mà sợ. Ê mời cả nhà nha. Ngon quá. Ăn đi chị, ăn đi. Em ăn chay, em ăn bữa thôi. Ngon quá. Xuất sắc luôn. Teo giòn à. Quá giòn luôn. Cái này ốc này nó lai rồi, chừng nào nó đến đỏ mới là ốc. Ừ, lai nè, bởi vậy nó lai giờ mới. Ủa chừng hê nè, ăn hai cái ốc lai. Ông lấy xui hoài. Em mời cả nhà nha. Em nói chị hên. Chị hên không lẽ là không lẽ mà xui xẻo hoài đâu. Có một cái đây nè. Cả nhà. Ông rồi ăn cũng hai cái ốc bu vàng. Ừ. Phải luôn. Cái này phải nhỏ ăn tiêu rồi nha. Tiêu na, tiêu dừa, tiêu là già tới ngon lắm. Ăn tiêu sực luôn á. Ngon đấy. Trời đổ nước rồi. Quá thơm luôn á. Ngon không? Cái nước ngon nha. Ai bày ra cái này ăn ngon dữ vậy? Không ăn được mà thấy thơm. Ngon lắm. Không. Ăn đi, phụ nữ ăn có sao đâu mà. Vài bữa bà ăn hết ăn chay mà lên nhà tôi chơi. Chị nha coi. Tôi đi bắt ốc này về tôi cho bà ăn. Đại hả? Ừ. Đúng rồi. Ở ngoài ruộng nhiều lắm. Đi ăn ngon á. Nhà không có gà hả? Có. Nhà không có gà đại mà. Không có gà đại ốc. Có gà nó còn nhỏ xíu mà. Trời, nhỏ xíu cũng được không mà. Nó nhỏ xíu mà thì tôi không có sắc xanh nữa, tôi không có cắt cổ mà á. Nó có mấy con mà cứ nhìn não lớn lên này ai bằng thì bằng. Nó còn mấy con nữa, cái con này nhỏ nhỏ bằng cái chén à. Hạn chế lại tắt tinh à. Em mời cả nhà. Ngon. Trời ơi, ông này nóng lên lấy giá chưa nó quá. Con ốc đèn, ốc nó lai rồi nè. Lấy cái kẹp kìa. Con này là chính thức nè, ốc bu đen nè. Lấy con cái chai hút cái nước ngon á trời. Ngon. Ăn tiêu nữa hả?
ngon gì đâu á. Ngọt dữ thiệt. Ngon ha. Ngon mạnh vô. Ôi, ngon thiệt á. Em mời cả nhà nha. Ngon xuất sắc luôn cả nhà ơi. Ngon lắm. À, em nướng cho. Cả nhà mà hộp tiêu nó sực sực lên cái cây này này. Ăn ốc thịt đỏ thoải mái luôn. Ai chị làm vậy mà Tương? Wow. Em coi trên mạng á. Để hả? Ôi giỏi thiệt. Có à. Mấy tên tỉnh lấy hành phi này kia ai người không phải làm món này mới ngon. Rồi mọi người nha nọ. À. Trời ơi ngon quá. Ôi trời ơi ngon không? Dai dai hả? Dai dai dần dần. Đậm đà khó quên. Bảy, cho chị trái dưa leo mà bảy. Ai mà đánh dưa thép giờ này. Ăn dưa leo nè. Thì ăn đi. Em ăn cái này. Chút xíu nè. Hello. Bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh. Ashilomoto. Em mời cả nhà, cái quần hai da xé ra làm ba. Cái quần hai da xé ra làm ba nha. Hả? Cái nước có nhiều con mà chan nhiều quá nó sẽ bị mặn. Còn mấy con kia vừa ngon lắm mấy gái. Trời ơi. Bắt cái ăn chay đi, làm cho thèm quá. Tám ăn đi. Ăn không này. Còn không? Còn nhiều. Trời, ăn đi. Còn nhiều ăn tiếp. Em ăn cho chàng bản hồng quên. Đúng rồi. Em cứ tưởng là Hưng ngồi gần không à, em mới dám nói vậy. Ăn cái lòi bằng hông. Ăn lòi bằng. Sao đó lòi cổ họng hả? Tại vì ông bảy đau cổ họng rồi. Trời ngon quá. Qua không được ăn gắn tức thiệt. Tám không. Ông tám á. Sáng con còn chừng. Tám tắc đang đục ra. Ông không ăn, ông cho bảy ăn gắn. Đây anh người lớn nè. Nó bắt. Còn ba con ở vườn này nè. Mà nhỏ là ở gãy còn ba gắn nữa. Để nuôi đi, để nuôi đi. Để nuôi nó lên nè. Sao không biết? À, thấy hoài rồi. Nó không nồng lấy. Con gắn gạo ở đây nè. Hôm qua còn thấy nữa nè. Mà nhỏ. Tại vì ông là bạn gắn, nhìn ông giống gắn quá. Giống gắn thiệt á. Hôm bữa con đứng nè. Bữa người mía vô leo nha. Ngon lắm mọi người, nhưng mà không dám nhiều. 1, 2, 3. Vô. Bác trai. Bữa không thấy con gắn sọc sọc đen sọc trắng á. Ở đây nè, con đạp trúng đuôi nó chạy dọc đây luôn nè, con la không bữa con la đó bác trai. Gắn sọc trắng sọc đen là gắn nước gì? Con không biết. Gắn nước rồi. Gắn nước. Nhìn thấy. Đây có con gắn gấu rồi, nó hay xuống đây nè. Bự bự nha. Mỗi lần đi xuống đi làm là gặp nó chạy à. Một là gắn nước, hai là gắn hộ rệ, ba là gắn hộ ngựa gì á, hộ ngựa. Chắc mày nhìn lộn thôi, mình thấy con chó mà tưởng con gắn á. Kệ cho. Hello, yeah. Mà cả nhà nha. Review mọi người miếng bưởi nha. Ngọt đó. Bưởi cũng ngọt. Bảy cô đơn thì không có gành ăn bưởi này, chỉ gành ăn bưởi da trắng nấm hồng thôi mọi người. Bưởi này của anh Tám ăn thử cũng ngon. Bưởi gì? Nấm hồng hả? Dạ. Nấm đen. Nghe cái này cũng bố. được biết tí. Không ngon bằng kia. Không ngon bằng nấm kia phải không? Nấm kia ăn nó béo béo. Da trắng nấm hồng nó ngon. Ăn toàn cái lai không? Còn mẹ ăn màu đen không à? Em nói chị Hên. Chị ăn trắng màu đây nè, toàn là đen không. Ôi toàn là đen không ạ? Mưa. Đấy. Không có đâu. Chuẩn bị. Mời em mà cả nhà ăn nữa nha. Mời mọi người đến mưa. Linh, mời mọi người lẻ đi. Sao kỳ ta? Lúc nào xuống đang quay không mưa ta. Ha, không biết luôn. Để ý mà. Nóng quá. Trời ơi, phòng tay. Phòng mỏ luôn. Cậu Bảy với bác Tám đại diện mời ốc đi kết thúc clip. Tám đại diện á. Tám mời, đại diện mời. Rồi, Tám còn ăn. Mà hết bữa đã. Kiếm con bự bự ha. Quất một con đây. Để đại diện cái à. Quất con nữa. Quất nữa đi anh hả? Quất nữa đi anh. Để em nhấp cái đuôi cho. Rồi, để em nhấp cái đuôi cho. Được rồi, cái đuôi rồi. Trứng nè. Cái trứng này là ăn cái trứng. Bởi vậy bây giờ cối to hơn chày là phải rồi. Thấy nhiều quá cắt bỏ gì? Không phải, nói chung ăn cái đó vàng không được. Ăn cái đó là nó. Nghe mời. Mời đi em Bảy. Rồi cái chỉnh máy. Quất nữa đi. Khánh giả mơ mỗi người cái rồi cho vô. Để em cắt cái này đi hả? Nóng á. Chuẩn bị lấy vợ mà ăn cái này, cái vợ nó chê. Để nó thục vô luôn rồi. Khỏi ăn luôn. Mời mọi người review ốc. Mời mọi người nha. Vô đi. 1, 2, 3, vô. Trời ơi, hai ông này. Nước nó ngon ghê luôn á. Ông này xài hai cái tâm luôn vậy.
Đấy, cái tay mình yếu. Em xin phép mời cả nhà thêm một con ốc nữa nha. Rồi video đến đây cũng đã dài rồi thì xin hẹn cả nhà vào clip tiếp theo nha. Mời cả nhà. Mời cả nhà. Mời cả nhà miếng bữa nha. Nóng thơm. Bữa nào mua ốc bô đen của mình á, mình ăn cho nó mạnh miệng. Dạ. Anh Tám mua ông này chứ ăn cơm cái gì vậy, đói quá trời, hình sao ăn hà dữ kìa. Rồi. Rồi. Chào tạm biệt mọi người, mưa tới mọi người. Mưa tới mọi người. Bye bye mọi người.